Dạ chào các chú các bác cùng các anh em mình á. Hôm nay lên ít đồ gia dụng cho anh em mình xem cho nó vui. Gọi em lên linh tinh nha. Cũng có máy pin, cũng có đồ gia dụng, cũng có đồ nghề, đầy đủ hết cho anh em mình giải trí thoải mái ha. Ai thấy được thì alo cho em 0916655856, gặp em mình ở Dùng Tháp nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề đó, thì anh em mình cứ việc gọi ha, hoặc là nhắn tin cho em. Thì hình thức mua bán thì anh em cứ việc chuyển khoản đủ thì em bao ship. Thì riêng những cái đồ gia dụng này nè thì trên 300 ngàn em mới bao nha. Cho anh em mua có 100 mấy thì em bao là lỗ nha. Cái nào nói trước đó. Đơn hàng thì anh em chuyển khoản đủ 300 ngàn em bao ship tới nhà. Còn anh em mà không chuyển khoản được thì trả thêm tiền vận chuyển cho bưu tá ha. Cái đó em không có liên quan. Cái đó là người ta vận chuyển mấy anh em trả thôi. Thì cái này là em nói rất là nhiều ha. Rồi vô món đầu tiên đi. Em có cái bình ủ nhiệt nè. Quá quá đẹp luôn. Cái này của thương hiệu Yugi Yushi ha. Voi nè. Thì cái loại bình nhiệt á, là cái hãng con voi này là vô địch luôn. Nhôm rất là dày. Con này nó không có để số lít đây nè. Nhưng mà em độ tầm khoảng 2 lít á. Vì cái bình nó, cái bụng nó rất là to. À, anh em coi dòng ha. Rất là đẹp. Nút nhắn đầy đủ. Đây, này ron còn ok ha. Đây. Cái này là cái chất xi của nó màu cam cam anh em. Chất xi của nó. Đó. Đẹp luôn. Còn ánh kim luôn nè. Đó, anh em thấy không? Nhôm cắt, inox cắt là dày. Cứng cáp mà nó dày dặn lắm, cầm nó nặng, chắc tay lắm. Tầm khoảng 2 lít nha nè. Đây này, ủ trà này anh em nè. Đè vô vậy thì anh em gót ra nó chảy vừa thôi. Còn anh em muốn chảy cho nó nhanh thì anh em đè này ha. Gót ra. Rồi. Con này tầm khoảng 2 lít nước anh em. Mã số 1 chốt cho em mã số 1. 240 ngàn ha, 240 ngàn. Rồi, tiếp đến là cái ủ trà tiếp theo ha, mã số 2 nè. Mã số 2 này cũng là ủ trà luôn, nhưng mà nó khác hãng. Cái này của hãng nào đây? Em không mất tem. Cái này mình nhấn xuống nè. Nhấn xuống thì mình đổ ra. Còn xong rồi mình nhấn xuống vậy nè. Đó. Nhấn xuống. Nó nhảy lên là nó kín hơi. Còn đè xuống gì là mình châm. Đổ ra ha. Nhấn cái nữa là nó kín hơi ha. Giống như công tắc vậy đó. Cái này miệng nó rộng hơn. Cái này ở trong thì nó xi bằng nó inox luôn ha. Nó không có xi. Đó, nó sáng. Đó. Lon còn ok ha, lon đầy đủ. Thì cái này hãng khác anh em, nó làm cái nắp khác chứ không phải là giống cái kia, khác hãng. Thì cán nó nằm rời vậy ha. Đó, cán nó nằm rời giống như cái quai sách vậy đó, ha. Thì cái này tầm khoảng 2 lít nha anh em, 2 lít. Anh em coi qua sơn dòng ha, còn rất là đẹp nha. Vậy anh em xài vệ sinh lại giúp em nha. Ok ha, có cái mũ, cái mỏ gót luôn. Chốt cho em cái này 250 nha, mã số 2 nha. Cái này mã số 3. Cái này cổ cao hơn xíu, nó làm cái hãng khác á, nó làm cái kiểu dáng khác. Còn chốt cho em 260 nha. Mã số 3. Này 260. Nè, anh em coi còn rất đẹp ha. Mã số 3 260.
muỗng gót rất đẹp, ron nè. Hàng đã qua sử dụng nha anh em. Này nó có cái muỗng nó giống như mỏ con vịt vậy nè, ha. Nó hiếp lại nè, hở ra gót xong buông ra hiếp lại. 260 sơ quan dòng nè anh em. Hình thức đó ha. Nó tầm khoảng 2 lít nha. Quá đẹp. Không có cắn mớp không gì hết nè. Còn rất là đẹp luôn. Rồi mã số 3 260 nha anh em. Ủ trà. Rồi mã số 4 có cái ấm này nè, sale cho anh em luôn nè. Ấm rất đẹp nè. Lòng nè. Lọc tổ ong luôn. Ấm này 4 lít nha anh em. Em cũng có vệ sinh sơ rồi. Tất cả ok. Quay đồ ok hết. Qua bên đây quên kia. Này 4 lít ha. Chữ nhật không à. Còn tem luôn ha. Đít nè. Quá mới luôn. Con này xài bếp ga nha anh em. Không xài từ được nha. Này là inox nguyên con, rất là dày luôn. Nặng lắm. Thì anh em xài cái này là bếp ga xài biết khi nào mà hư. Quá ok luôn. Anh em mà thấy không có tì vết luôn nè, không có mớp, không cấn gì hết. Đó. Em vệ sinh sạch sẽ bên ngoài cũng như bên trong. Thì anh em mình kỹ là vệ sinh thêm một lần nữa nha. Đó. Ở dưới có hiệu gì nè. Mờ mờ nè. Con này hầu như chưa xài anh em. Đó. Hầu như chưa xài luôn, nó mới tinh luôn. Inox của Nhật luôn. Rồi, chốt cho em con này với giá 190.000 sale cho anh em luôn. Mã số 4 à. 190.000 luôn. 4 lít nha anh em. Rồi. Con này là bán mỗi lời mỗi cái tình cảm. Rồi, tiếp đến em có con chảo vuông Pháp nha. Con này của Pháp. Lòng quá đẹp luôn, men rất đẹp. Con này có nấu rồi nha. Đây nè, Made in France ha. Con này dài 18, ngang 12 năm. Con này cũng ít xài, có xài nhưng mà ít. Còn lòng rất là đẹp. Chưa chày gì luôn. Ngon lành ha. Quá chắc luôn. Rồi chúc em cho mã con này $160 đi. Tuy Pháp nó có hơi chạy tỉnh nha nè, do vận chuyển. Nhưng mà bên ngoài nha, còn chủ yếu bên trong nó không dính là được. 160 nha nè. Mã số 5 ha. 160. Đây còn cái chảo vuông nữa. Đẹp ha. Con này của thằng Niman nha nè. Dài 18 năm. Ngang 13 năm. Hơi to, nó bị ngang hơi to hơn kia xíu. Cái này chiều cao. Chiều cao 35. 3,5 phân. Rồi chúc cho em con này 150 nha. 150. Mã 7 150. Rồi tiếp đến còn con dao đây. Ông nào hỏi qua dao quá trời luôn nè. 27 nha. Cán cả cán là 27 nhưng mà lữ không là 15. Con này dày 4 phân. Đồ dày này tầm nó 2,5 ly. Con này thái ha. Thái phi lê gì cũng được. Dao thái phi lê ha. Con này hiểu nó in chìm luôn nghe nè. Đây, hiểu nên chìm đây luôn. Made in Japan. Đó.
nó in chìm dưới này luôn, in chìm dưới thân luôn ha, nó không phải vẽ lên nha, in chìm luôn, đóng dấu chìm dưới luôn. Con này rất là sắc nha, chưa xài nha, mới chưa xài nha anh em. Con này là 300, chốt cho em mã xuống 200 đi. Mã số 8 nè, 200 ha, 200 mới chưa xài nha, còn bao luôn. Xe cho này 200 luôn. Rồi con này, con này mới chưa xài luôn, cả cán luôn ha, 33 lữ 20 ha, dài hơn kia xíu, cao 3, dày 2 ly, mới chưa xài. Con này để thái phi lê cũng được, còn trái cây cũng được luôn, dài ha. Con này để thái thịt phi lê là ok, mới chưa xài nè. Cán nó đi luôn hết, cái phần thân nó đi luôn cả cán luôn nha, nó rất là chắc, không bao giờ vụn, nguyên con luôn ha, nguyên con. Rồi, chốt cho em con này 230 đi. 23 230 230 Rồi, em có combo 3 con. Con này cán gỗ nè, lên từ con nha, combo 3 con luôn, cả cán luôn là 28 nè, 28 cao 45, 4 phân gửi, dày tầm khoảng 2 ly. Hiệu của nó là blau gì nè ha, cán gỗ nè. Con này cũng tới đây ha, cán nó tới đây, để stainless vậy thôi, ba con. Còn con này nó khắc chữ Nhật luôn đây anh em ha, nó khắc chữ Nhật đây luôn. Khắc chữ Nhật đây luôn, in chìm đây. Con này dài 28 nè, lữ là 16 nè, cao 4 nè. Còn con này dài là 27 nè, lữ là 16 nè, cao là 35. Rồi, 3 con là chốt cho em với giá là, với giá là 200 nha, 3 con, 3 con 200 nha em. Con này nó hơi sụt xịt cái cán xíu nè, anh em về gia cố đây ha. Rồi, 3 con 200 nha em, combo 3 con 200. Mã số 10 ha, tiếp đến là 3 con tiếp tục ha. Con này cán gỗ nè, dài là 26, lữ là 15 năm, 15 năm, cao là 4, dày là 2 ly. Con này cán nhựa nha, có cái cha một đinh tán ở đây ha, bao dụng, dài 27, lữ 15 năm, cao 42, 4/2, dày là 2 ly, tất cả mấy này dày 2 ly hết đây nè. Con này dài là 27, lữ 14, cao 4. Con này nó có cắn mẻ ở đây chút xíu nè, cắn mẻ ở đây chút xíu nè,
chữ thì ở đây, chữ Nhật ở đây ha, nó hơi phai bị nó có xài rồi. Con này nó in là Made in Japan này anh em. Made in Japan MM ở đây ha, của hãng Kai nè. Nó có điều nó hơi mẻ xíu đây mà mình ít cái xài chỗ này ha, chủ yếu có phần giữa, chỗ này nó hơi cắn do vận chuyển. Nó chưa đụng chạm, cái này là chưa mài hết, em không biết mài đâu. Vì anh em mình mài ha. Ba con. Vậy ha. Rồi, bộ này cũng 200 luôn. Mã 11 nha. 11 200. Ba con. À, con này có giáp đi gừng nha anh em. Giáp đi gừng dài 37. Lữ 19. Cao 6. Dày khoảng 6 ly. Dày 6 ly ha. Này nó mài một bên thôi. Có mọc chuyện đàng hoàng anh em. Đây, mọc chuyện ha. Mọc chuyện in vô cái cây dao luôn, in chìm luôn ha. Bên đây cũng có luôn. Đây, bọc chuyện đầy đủ. Rồi, chốt cho em con này 350. Mà giá 350 nha anh em. Mã 12 nha, giá 350. 350 giao đi gần ha, 350. Rồi. Tiếp đến em có cái ủ bia nè. Để chi bia vô này ha. Đây. Trong cái hộp nó để ủ bia thôi. Này, cỡ ra. Tắt rời ra. Pin nó xài pin pin tiểu anh em ha, pin tiểu. Xài 2 viên, test test cho anh em luôn, mới chưa xài nha anh em. Cái này em cũng chưa biết nó là cái gì luôn. Nhưng mà thấy trong hộp, cái hộp nó bị rách rồi. Thấy trong hộp nó để là cool là làm lạnh á. Để nhiệt độ gì nè. 0, 15, 30, 45, 60 gì nè. Con này on F ha, chỗ này. Đẩy này lại. Ở trong đây nó có anh em bấm này nè. Này để đây, cái khuôn có hai này. Đóng nắp lại. Chẳng biết là hoạt động như thế nào luôn. Không gần nữa nè. Đó, vậy thôi. Đó. Nó là nó để như vậy. Khi mình hoạt động là mình để như vậy nha. Đó, đúng bài nó như vậy ha. Vậy thôi. Tắt ha. Đó, như vậy thôi. Không có pin nha nè. Vậy anh em để pin vô này em mua pin test thôi. Test máy gì dành test máy cho anh em thôi. Rồi bộ combo nó vậy đó. Em không gành sử dụng cái này đâu. Thấy là lạ mới tin nè, chưa xài. Nè, nó có bốn cái chân cái này ha. Để vậy nè, sử dụng thôi. Vì anh em mình chế cháo gì đó xài được xài ha. Rồi bán cho anh em cái này 150 nha. Phiên hợp vậy nè. 150 chứ có vậy nè, bộ của nó vậy nè. Mã số 13 anh em. Bán cho anh em 150 nha. Bộ nó có hai cái gì. Cái này em không biết xài nha anh em. Cái này anh em mình mua được thấy ok thì mua. Em cũng không gặp này đâu. Bộ của nó vậy ha. Mới chưa xài luôn, mới tin. Rồi. Mã số 13, 150 nha anh em. Rồi, cái này có thùng luôn nè. Cái này cũng làm lạnh luôn nè. Này để pin vô đây. 4 viên. 4 cái pin pin tiểu mình đó. Pin ó pin 3 số 5 này nè.
đóng nắp lại ha. Cái này cũng mới tới chưa xài luôn anh em. Rồi, vậy ha. Này là hẹn giờ. Đó. Trong đây nó có mấy cái này. Cái này chưa xé luôn nè, chưa xé bịch luôn. Cái này thì mình mấy cái này nè. Có mấy cái nắp đậy lại luôn nha. Có 5 cái. 5 cái là để vô 5 cái lỗ này ha. Chính giữa này chắc để lon bia, lon nước ngọt gì á. Thì đây nó có nắp nè. Nắp này đậy lại nè ha. Đậy lại giống phần dưới nè. Đậy lại hai đầu. Đó. Để xung quanh gì nè. Mày thấy lạ lạ mua chứ em cũng không có gành cái này nữa nè. Đó. Nó có 5 cái. À, để trên này nè. Đó. Em để trên này. Đó. Đắp ở dưới lại. Nè, nó có 5 cái nắp. Gài vô 5 cái phần nhôm này. Đó. Năm phần nhôm này. Này là mới xé bịch luôn, mới khui lần đầu luôn anh em. Thì nó có 5 cái nắp nè, đậy phần dưới lại ha. Rồi nó để vô đây. Còn cái này thì chụp cái này hay gì nè. Để vào đây. Đó, để vô đây ha. Đóng nắp lại nè, 5 cái nắp này. Cái này chắc để trên này. Xé luôn đi, xé luôn. Anh mà xin phép là mạo muội nha. Khui luôn. Này có cái muỗng gót nè. Đó, như vậy. Đó. Ha. Vậy xong rồi nắp này đậy lại ở dưới nè. Thử một cái coi. Đậy một cái hình thức được nghe nè. Đó. Nó vậy ha. Đó, để vô vậy. Vậy ha. Vô vậy. Rồi, bây giờ vậy ha. Rồi. Vậy ha. Đó. Rồi anh em mới hẹn giờ. Bấm cái lên nguồn nè. Hẹn 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó. Cái này là bao nhiêu giây anh em? Đó. Đây là 1 tiếng 2 tiếng nè, bên đây là số giây, bên đây là 1 phút 2 phút gì nè. Đó. Nó quay nè anh em. Đó nó quay anh em thấy không? Đó. Nó là để bia để nước ngọt vô đây nó lắc lắc hay sao á. Nè. Nè thấy không? Này giới hạn được 5 phút thôi vậy. Không nè, 1 giây nó chạy xíu tắt nè, để 2 giây 3 giây đi cho nhanh. Nè. Chạy nè, 3 giây tắt nè. Đó, nghỉ ha. Rồi em chỉ biết chạy thôi nha, test ok, máy sống ok. Đó. Rồi. Cái này chốt cho anh em với giá là 280 nha, nguyên bộ nè. 280. Này lấy pin cho anh em. Test sóng rồi ha, lấy pin cho. Không biết có làm gì anh em mình về nghiên cứu nè. Nguyên bộ nè, mới chưa xài luôn. Cái này chưa có xài gì, mới xé bịch luôn á. Anh em mình thấy được ha, mua. Để nước ngọt này uống cũng ngon. Rồi. Nguyên bộ nó vậy luôn nha. Mới tin luôn chưa xài nữa nè. Mã số 14 280 nè.
có hộp nó luôn nha, chưa xài luôn. Rồi 280. Rồi tiếp đến là con đá mài nè, đá mài dài là 21, dài 21, ngang là 65, độ dày là 35. Đây nè, độ mịn của nó 1000 anh em, độ mịn là 1000. Chữ nhật còn mặn mặn đây nè, mịn 1000 ha. Cục đá này xài rất là lâu luôn, xài không biết chừng nào hết luôn, liếc dao đồ rất là ok. Rồi con này chốt cho em với giá là 350.000 ha, 350 cục này, giá bao rẻ cho anh em luôn. Rồi 35 ngàn, ô 350 nha. Rồi, con này khui hộp nè, để khui hộp ha. Con này không thấy con nào luôn, hiểu hoặc chỉ nằm đây nè, máu vạch nó nè, khá mới ha. Cái hộp mình tới đâu mình tăng đưa vô đó, đúng hộp đó mình xay ngang nè, nó mở hộp ra ha. Rồi khui hộp, chốt cho em con này với giá là 220.000, 220, rất là nặng anh em. Khui hộp là cái hiệu gì của nó là mờ mờ ở đây nè, có Đức của Pháp gì không biết. Rồi mã 16, 220 khui hộp đó. Rồi tiếp đến là em có cây mở hôm chỉnh hôm cưa cá khá là mới nè, Sumac này da băng ở đây nè, Sumac ha, chỉnh hôm cử của nó nè, con làm cành đào ha, đưa cái lưỡi vô đây mình bóp làm 10 cái như một ha, chỉnh hôm cưa nha, để lưỡi cưa vô đây nè, mình chỉnh sửa ha. Ví dụ như cái lưỡi cưa vậy nè, anh em chỉnh nè, ví dụ như cách lưỡi mình bỏ lưỡi, cách một mũi mình bỏ mũi nè, cho mình đẩy nó, mình xô nó qua bên kia, hiểu chưa, mình xô nó qua bên một chiều á, mình xô nó qua bên nào một bên, rồi mình đảo chiều lại, ví dụ như cái lưỡi này mình bóp đẩy qua ha, đẩy qua, rồi cách lưỡi mình đẩy con lưỡi nè, bỏ con lưỡi mình đẩy cái nữa, đó, đẩy qua ha, bên đây cũng vậy, đảo chiều lại ha. Mình mở hôm ra bị hiếp miệng á, cưa mình bị hiếp miệng á, mình sẽ đảo qua. Rồi con này khá là mới anh em, như mới luôn, con này rất là đẹp luôn, hầu như là ít có xài luôn, quá đẹp luôn. Rồi 280 anh em, 280 con chỉnh hôm cưa này của Sumac nguyên cái số series nó dưới đây còn luôn đó, ghi nè, Đức Sơn ghim nó ha, da băng nè, hiệu hoặc của nó này, Sumac nè, 250 nè, xây 250, rất đẹp. Rồi 280.000 cho cây mở hôm này, mã 17 nè. Rồi cái combo này bán luôn nè, cái combo này chiều dài nó cưa ship nè, dài nó là 56 ha, lưỡi của nó là tới phần lưỡi cuối cùng nè, 26 nè, rumboy ha, rumboy khá là dài ha, lưỡi zin, cán zin, tất cả đều zin, chỉ có cái là khi mình gặp lại gì nè, nằm gì nè, lúc vận chuyển mưa nắng hơi xét mấy cái phần này, nhưng mà lưỡi còn rất đẹp, chưa xài luôn, lưỡi hình như là chưa có xài luôn, rất là bén luôn, lưỡi nằm trong cho nên không có bị xét, còn ở ngoài nó bị mưa nắng nó xét ha. Rumboy nè, cây này bự ha, to đây, Made in Japan này,
bạn nên ra băng ở chỗ này ha, khá đẹp. Rồi 280 luôn, 280 cho anh em, 280 nha anh em. Rồi tiếp đến là cây này, cây này là để làm gì nè, rất là nhiều chức năng luôn. Cái này là xà cày nè, đuôi này để nhà nại đinh hay gì nè, này là cái búa nè, con này là cái kìm nè, size của nó là 20, size 20, zin của nó vậy luôn, khá đẹp ha. Còn 150 nha nè, chốt nha.